là một trong năm địa phương có diện tích điều lớn nhất cả nước. Gia Lai hiện có hơn 17.000 hecta điều, sản lượng đạt trên 13.000 tấn. Trong bối cảnh nhiều loại nông sản có sự biến động, thì việc đầu tư phát triển cây điều hiện đang được xem là hướng đi vững chắc và ổn định. Nhằm thúc đẩy phát triển ngành chế biến hạt điều tại Gia Lai, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, góp phần giới thiệu đến đông đảo khách hàng trong và ngoài nước. Công ty cổ phần hạt điều Hải Bình, Gia Lai đã đầu tư xây dựng hai nhà máy chế biến điều nhân và điều rang. Trong đó nhà máy điều rang đã công suất 60 đến 100 tấn mỗi tháng, kết hợp trên dây chuyền công nghệ hiện đại đạt chuẩn ISO 22000, HACCP cùng công thức rang thơm thủ công bằng củi truyền thống, sản phẩm đáp ứng tiêu chí an toàn và giữ được hương vị đặc trưng, mùi thơm, vị béo của hạt điều tự nhiên. Sản phẩm của tôi hiện tại là đã có ở trong toàn bộ cái hệ thống của bixi và rồi hệ thống của Vinmarc và sắp tới đây là Cốpmarc và thông qua đó chúng tôi cũng đang nhắm đến cái thị trường bên ngoài nước ngoài đó là ba nước là Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan. Cùng với việc đạt được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hiện doanh nghiệp này cũng chú trọng đầu tư vào thiết kế bao bì hướng tới xuất khẩu nhằm gia tăng giá trị hạt điều, góp phần phát triển thương hiệu hạt điều Gia Lai trong chiến lược chung của tỉnh